Tập 1, các bạn đã được xem hành trình trong đêm chinh phục đỉnh Hồ Tiên. Hai anh em vượt qua những con dốc đứng để có thể lên tới Hồ Tiên, nghe những câu chuyện mang nhiều tính tâm linh của người dân nơi này, cắm trại và chuẩn bị cho chuyến hành trình trong đêm nay. Mời các bạn cùng hành trình với Bảo nhé. Chào các bạn nha, anh em đang uống ít bia. Người ta nói là uống bia thì có thể thấy được những hiện tượng siêu nhiên. Tên Đăng Bảo. Thì đây là hôm nay nó ăn ít mực với cá để mà làm vậy thôi, đơn giản hết thôi. Buổi tối nay hy vọng là nói chung đi mình cũng được, nhưng mà đi hai người nó vui hơn chứ đi mình đủ thủi một mình có việc gì nó nguy hiểm đúng không? Thực chất là ở đây nó vắng, cực kỳ vắng. Các bạn đi, các bạn thấy trong từ lúc đầu clip đến giờ này, con đường này làm gì có ai đúng không? Chỉ có những người bên kia thôi. Là chứ cực kỳ vắng, do đó mà các bạn biết là trong này nó nhìn vậy á, nhưng mà nó tiềm ẩn nguy hiểm, không phải đơn giản đâu ha. Bất cứ những chỗ nào cũng có tiềm ẩn hết á, do đó mà đi mình hơi liều. Do đó bảo hôm nay có bạn đồng hành đi, hai anh em đi cho nó vui và nói chuyện, chứ một buổi đêm, nguyên cái buổi đêm mà ra đây rồi chỉ có công việc ở ngoài ấy thì hơi nó không có làm sinh động cái video cho các bạn xem. Đấy, đây là những cái đồ ăn mà ấy mà chuẩn bị bảo nó chuẩn bị đang ở đây là đang nướng trên hòn đá nè. Đấy thì hiện tại bây giờ khoảng mấy giờ ta? Em gọi anh hả? Gọi nào vậy? Gọi nhớ nè. Hiện tại bây giờ là 21 giờ. Để mình tắt cái này coi. Bây giờ các bạn nha, 21 giờ 52 nha. Mới có 19 giờ 52 thôi á. Hiện tại ở đây nó bắt đầu nó lạnh, nó xuống lạnh ha. Cực kỳ luôn, nó lạnh lắm, lạnh như Đà Lạt, còn hơn Đà Lạt nữa chứ. Do đó mà mặc áo mà vẫn còn lạnh nữa chứ. Bia đó, uống ít bia đó mà có vẻ còn lạnh. Hy vọng là có những sẽ thành công trong cái chuyến khám phá này. Và một số bạn á thì kêu là trong cái clip và trên kênh Challenge Discovery á, các bạn nào mà coi lại á thì Bảo đi một mình. Hôm đó có đi có mình à. Bảo này nó bệnh nó tiêu rồi, không đi được. Thì một số bạn kêu trên mạng kêu là đi hai người quay, thực chất là đi có mình à. Không đi hai người. Hôm nay chính xác đi hai người, các bạn cầm cái cây gậy đi hai người nè. Bắt đầu bên kia bắt đầu nó có sương rồi. Ngày sáng mai chắc chắn nó có sương xuống coi. Ngày sáng mai các bạn sẽ thấy xem là Hồ Tiên, tại sao người ta gọi là Hồ Tiên, nó đẹp đến thế nào. Rồi mời các bạn cùng ăn với Bảo nha. Ăn với Bảo, hai Bảo. Rồi chờ đến giờ, mình dự định khoảng 11 giờ hơn, 12 giờ gì đó là qua bên kia. Và để xem coi là cái ngôi miếu đó nó như thế nào. Và đặc biệt hơn là ngày mai ấy, trong chuyến hành trình lúc về ấy, thì mình sẽ cho các bạn xem là cảnh đẹp từ Hồ Tiên nhìn xuống dưới huyện Đơn Dương nó như thế nào, và du lịch Đà Lạt thì địa điểm này là địa điểm mà các bạn không thể bỏ qua được. Mà hiện tại nó chưa phát triển nha, chưa phát triển thì các bạn sẽ thấy những cái cảnh rừng nguyên sơ, nguyên thủy của nó luôn. Bên kia là rừng nguyên thủy luôn, là đất rừng hồi xưa đến giờ rồi đó. Còn bên này có thể là rừng cũng mới đây, nhưng mà khá lâu chứ không phải mấy chục năm rồi, chứ không phải đến mấy từ năm 1980 đến giờ là khoảng bây giờ khoảng 30 năm ha.
đâu có 80, 90, 80 2000, 80, 90, 2000 2000, 2010, 40 năm rồi như nữa em. bên trong cái này Còn bên kia là rừng nguyên thủy tại à. Pháp. Đó, thì người dân người ta cũng không có biết là ở đây là của Pháp đâu. Nguyên thủy ở đây là của Pháp nè, người ta nói vậy. Và nó khai thác Pháp nó người ta nó khai thác tất cả khu vực ở đây đây nè, chứ không phải là để mà ấy đâu. À, chào các bạn nha. Hiện tại bây giờ là khoảng mấy giờ rồi? 1 rưỡi Đây là các bạn thấy không? 10 11 giờ 23 giờ 10 28 phút nha. Chính xác nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên những cái ngôi mộ hoang ở trên kia để khám phá coi có những cái vấn đề gì mà hiện tượng gì kỳ lạ hay không. Rồi, bây giờ bảo lấy cái anh kia nhang. Bọt lên, lên gọi mở ra. Quên hồi nãy quên nói. Đây là cái lều, tối nay ngủ đây. Có lều đã có bạn đàng hoàng nha các bạn. Có nhang với cái quẹt. Đó, nhang đó. Rồi đây. Bây giờ đang quay bảo nè. Trời lạnh lắm. Trời trời lạnh lắm các bạn nha. Lạnh căm à. Giờ đây có cái đống lửa anh em đang ngủ ở đây nè, chuẩn bị tối nay ngủ ở đây nè. Coi cho các bạn thấy nha, chính thức chính xác nha. Rồi đây thôi, lại có cây trắng trắng nè, đây nè, còn có cây nè, Chán phát quang luôn, phát quang đó hả? dũng hết toàn chứ. Vâng. Không? Thì có nhiều người đồn ở trên này có những cái vấn đề. Đây là hồi xưa người ta ở ở đây, bây giờ thành Đi rồi. thành đi xe con đường này. Đây là cái ngã giống cái ngã ba đó. Thì mình lên thì mình cũng không có vấn làm vấn đề gì, chỉ là mình tập hương cho người ta thôi. Nếu có ai đây đi mình cũng rùng mình chứ ha. Đấy, đi hai người thì các bạn thấy nó ổn hơn ha. Cái đèn của mình nó chứ không có sáng mấy, các bạn thông cảm ha. Hy vọng là mấy bữa nữa thì sẽ có những cái đèn lớn hơn, chi phí về thì có sẽ cái đèn lớn hơn. Bạn làm đi theo con đường này, Cái núi này. không, con đường này là con đường xuống xuống như hồi bữa anh đi á, là khu này nè. Lúc mà bắt đầu mình đi á là khu này tự động nó sương mù, bắt đầu đi là tự động sương mù dày đặc, không biết tại sao. Bây giờ thì đỡ đỡ hơn rồi. Lạnh quá ha, lạnh quá vậy, giờ lạnh lắm. Đây là cái cây mà nó chặt này, nó chặt gì đây? Chà. Từ từ rồi, có vấn đề gì nói nha. Đi trong rừng vậy đó các bạn ha, vẫn có đường mòn nhưng mà nó là nằm trong rừng. Đường mòn của ban ngày người ta đi, dân người ta đi vô đây rồi làm rẫy thôi, còn ở đây thì không không còn gì hết. Em cầm đi trước hay đi sau? Không, cái ngang hay cầm đi trước, một người đi trước một để sau. Bỏ nhanh lên nha, bỏ nhanh. Bây giờ nha, các bạn thấy nha, đây có con đường nè. Bây giờ mình đi vô con đường này bạn thấy nha.
chúng ta gần tới rồi. Ở trong này là có một cái miếu. Đi từ từ thôi bạn. Đi từ từ thôi. Coi những cái buổi tối nên coi gì ở dưới. Nó nằm đâu rồi? Chưa thấy không? Ủa? Gần đây. Chưa thấy luôn hả bạn? Tiếp khúc này có phải đường hôm nay gọi giỏi lại xa mà xong thấy à gần tới rồi. Ok coi nó vào bên này nè. Phải nó cái am lớn rồi. Ủa là cây vậy? Cây vậy các bạn? Đây không? Đây. Đi khúc coi. Mở con dạy từ từ để coi xung quanh coi. Ủa hồ. Hôm bữa là mình thấy ra ngoài gần đây. Mình đi lần rồi mà. Không bên này không có đâu. Đi lại ta. Giờ đi vô đây nha. Đi từ từ thôi nha. Đi từ từ. Đi sau anh đi. Anh dõi chuyện này trước để anh coi cái đường trước nha. Hiện tại là hồi bữa thấy ở đây nè. Sau này kỳ vậy ta. Trụ vô đây. Đang đi rất là từ từ nha các bạn ơi. Ủa? Cái gì vậy? Ở bên kia. Bên kia. Có thấy rồi. Bên kia các bạn. Mình cũng thuật mình là sao mà mình đi hôm nay mình đi nha mẹ chắc là đi hôm nay có chừng dậm à nó có cái ủ á có chừng nó có cái ủ thập hương nha có chừng để ý chút không có nó gần cả đây có cái mộ nè. À nó có cái đường này mình đi sai. Tự nhiên sao mà dắt mình đi đường sai đường. Em đâu biết đường này. Nó dắt mình nói chung là đi rồi mà sao bây giờ hôm nay không thấy nữa. Kỳ lạ. Đây nè, người ta ăn uống gì ta. Ôi chén bát đầy ta. Vậy người ta đến đây người ta cúng nhiều hả? Tính ra đây nè. Đây là người ta ăn uống nhiều chứ bảo ha. Đi vòng vòng xong rồi coi chút cái đã. Để coi cái này đúng không? Không phải. Cái này không phải. Không phải đâu. Đây là cái miếu nè. Để em thắp nha. Bảo nó giờ nó bắt đầu nói thấp nhang. À, 3 4 cây đi. 4 thành 8 cây đi em.
Ở đây bắt nhang nhiều lắm. Làm hả? Khang trang đúng không? Ừ. Bông tươi nè, thay luôn nè. Anh đứng ngoài này anh à, u vậy là thiếu à? Ba ngày kia một rồi. Thiếu thiếu hai cây, thôi kệ này, đi tính sao? Tiếp tiếp. Anh thắp thắp nhang trước đi. À, 6 cây em, 6 cây, à, anh thật luôn, 3 mộ phải không? Chú nói kêu 3 mộ thôi, ừ. Thì cứ sắp sắp 6 cây, anh tiếp anh, à. Tự nhiên nó ở đây nó kêu, có tiếng gió, rợn người á hả? Giống như tiếng suối vậy đó các bạn. Bên này trước đi. Đây. Ừ. Ba nằm bên kia xem. Không phải cho đó. Bên kia. Kia tới sao? Em thấp không? Em thấp rồi. Thì chỗ này 3 cây thiếu mà em. Ở đây người ta nhìn khói bông hoa. Mới là đầy đủ ha. Nói chung sau này anh dẫn quay nhanh trước nha. Đây, quay này. Các bạn thấy nè, đây là những cái chỗ mà nó đục lỗ nè. Đây nè, ngôi mộ nó được chuột đổ đất nè, đục lỗ nè. Đây các bạn, đây này. Thì nói chung là ở đây giờ, bây giờ hiện tại giờ được là nhang khói tương đối đầy đủ, có hoa đúng không, hoa tươi đầy đủ hết rồi. Giờ đang ở đây là có 2 cái mộ rồi, thì mình thập thập nhang tiếp thêm cái mộ nữa. Giờ lại kia lấy thêm cái thêm đấy, bây giờ bảo đi lấy thêm nhang để mà thắp thêm, phải không? Phải đúng không? Đã. Cái con này coi có phải không? Đây bên này em. Còn xa kia có cái.
Thì ở đây con gì vậy ta? Không. Mình mới thấy những con gì nữa. Những con chim nó bay mà quay lại không thấy. Ba cây, bốn cây, hai cây, ba cây, đấy. Giờ bên này có mộ này. Anh mới thấy bên này. Chờ chút đi đi cẩn thận nha. Có công. Tất nhiên là người ta lúc làm mộ người ta sẽ làm sạch lắm. Anh thấy bình hoa bên này. Hai hai cái luôn, phải bốn cái một bốn cái mộ luôn các bạn. Không phải hai cái. Hoa tươi thì đầy đủ mà không thiếu à. Tắt luôn nhé. Bạn ha. Cứng lắm em ơi. Nó cứng nhiều hơn nhiều. Cứng lắm. Ở đây á, em lấy bảo ở đây tổng cộng có bốn cái mộ nha các bạn, bốn cái, và ở đây người ta đều có làm những cái đường. Hiện tại bây giờ thì người dân ở đây người ta làm những con cái đường đắp cái mộ lên, và hầu như là bốn cái mộ này không có tên không các bạn ha. Đó là đây là các bạn coi có bánh kẹo đầy nước đầy đủ ha. Đi xem xung quanh này. Tổng cộng 4 cái ha. Và ở đây nè, thì người ta nói là những cái mộ này người ta nói là rất là thiêng. Có những cái hiện tượng là mà phù hộ cho những người mà sinh, ví dụ những người mà là muốn làm ăn đó thì hay người hay sinh ở đây. Và có những cái điều mà kỳ bí nó vẫn còn hiện tại, nhưng hiện tại bây giờ thì mình chưa thấy những điều kỳ bí. Hồi nãy thì giờ thắp mộ hồi nãy giờ thì mình vẫn chưa có thấy cái vấn đề gì mà nó kỳ lạ hơn hơn chút chút cả. Giờ mình đi xung quanh đi ha. Thì là người ta thấy hoa với hoa này. Xung quanh này là một cái đồi xung quanh. Xung quanh này là một cái đồi cho các bạn, và những cái đồi này á, là nó trống hết, nó toàn toàn rừng không à. Và hai cái mộ kia với hai cái mộ bên này nó cách xa nhau khá xa nha. Và thứ hai đặc biệt hơn ở giữa của chỗ hai cái khoảng giữa hai cái mộ á, thì nó lại có cái am này xây sau, am này xây sau, à, cái am này là nó xây sau hơn hai cái mộ. Thì đó là cái điều mà mình nhận thấy tại 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 chỗ này là vậy. Hồi nãy anh thấy có con gì nó bay qua này, giống con chim á, không không biết nữa. Thế là ở đây có nhiều người đốt 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 này, đốt rác này luôn, rất là nhiều đúng không? Gì đây giờ họ bây giờ họ bữa mấy bữa nay người ta lại đốt những cái nấu nướng gì đây không biết, chắc là cúng 16 à, mới cúng, mà 16 mới cúng làm, chắc là làm lớn. Đi xung quanh coi nha. nay gì vậy? Đi xung quanh này, này thôi. Giờ bảo với bạn hai bảo này đang đi xung quanh ở đây. Đây
Đây là chén dĩa nè các bạn, đây là các bạn thấy ha. Thấy chén dĩa không? Để ớt cháy lên, ta bỏ đây lung tung này. Những cái ngôi mộ này có những ngôi mộ bị đục tức là sâu sâu nó đục lỗ. Và ồ, ra đốt đây nè. Đây là cái toàn bộ đây là toàn bộ những cái gì mà mình đã cảm nhận được ha. Và chúng ta đặt ra nha. Đây là cái am mà. Cái am thì trong này có đầy đủ hoa nè, bát hương nè, rồi tiền vàng, nói chung là rất đầy đủ. Ở dưới gầm cũng bảo là thấy cũng có bát nhang rất là nhiều các bạn nè. Đấy, bát nhang cực kỳ nhiều luôn nè. Hoa là cắm hoa dịch, hoa thật hoa giả, hoa dịch là giả. Nói chung là mình tới đây không không phải để mà phá hay phách gì hết, rồi xin xin mọi người cho con cái chuyến khám phá thành công. Đi đường này xuống không? Ừ. Người băng. Giờ bắt đầu bọn ra khỏi cái chỗ này thì nói chung là hiện tại bây giờ thì bảo bia chưa có những cái thấy những cái hiện tượng gì kỳ lạ Quay nha. đi tiếp anh, quay đi tiếp anh. Hiện tại bây giờ thì bảo vẫn chưa có thấy những hiện tượng gì kỳ lạ, nhưng mà đặc biệt á, hồi nãy á, đi đi vào cái chỗ bên này cận là ba nữa thì tuy không biết anh thôi anh lại đi vòng sang bên kia Không biết được. nó lại quên đường hay là một Quên được. rất lạ kỳ gì đó cho đó thôi. Do đó mà bây giờ em chỉ cho mình đó. Do đó mà các bạn thấy nha, là nói chung là bảo anh chưa có, hiện tại bây giờ vẫn chưa có thấy, nhưng mà trong cái trong trong người mình cảm thấy cũng cũng hơi run sợ, chứ cũng không có, chưa có cảm nhận được cái, chưa có những cái hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra cả. Như là người đồn, người ta đồn rất là nhiều, và vấn đề là có những cái bóng bóng đi đi theo con đường này nè, hoặc là những cái hiện hoặc là những cái, hoặc ở đây thì người anh cảm thấy là người dân người ta rất tin, đúng không? Tin rất là nhiều. Người ta nói là người ta chịu, lúc mà người ta bị một cái bệnh bệnh gì đó phải không, người ta xin lên đây, người ta xin, đúng không? Thì nó hết. Đó là cái một cái mà mình làm cho người ta dần, tin dần, đúng không? Đúng không? À, lỡ như kia, để mình đi đúng không? Hồi nãy là Mình mình đi lên đường này. hồi nãy mình đi lên đường này. Bây giờ không được. Giờ anh em là đi, chỉ đi là tìm hiểu khám phá thôi nha, và không có đụng đến khám phá phát gì đến đến người ta cả. Hy vọng là người ta sẽ ủng hộ, nếu mà có thì người ta sẽ ủng hộ cho mình trong những chuyến khám phá như thế này. Bây giờ tối hôm nay nha, để coi có vấn đề gì tiếp tục xảy ra được không á, thì anh em mình sẽ ngủ lại tại gần bốn cái ngôi mộ này. Anh tưởng là hồi nãy có ba ngôi mộ thôi, Đây em nghe cũng cấp 3 đường lên thấy 4. tôi thấy bốn, nhưng mà bốn ngôi mộ này đều không có Có tên. tên đó, điều đặc biệt À à. đúng rồi. Đúng rồi, mới này đúng rồi, ba ngôi mộ nhưng mà ba là ba người là nếu mà tính chết trẻ thì là ba, nhưng mà lúc sau là có thêm đưa thêm một người nữa. Đúng rồi. Là 4. Một người này là người già hay người trẻ đó? Người trẻ luôn, người chết trẻ. À Em đưa về chung chung gần đây luôn là 4, đúng rồi. Nó lại chung chung nói mà mình quên mất. à vậy là ở đây là lúc đầu là ba phải À, 3. không? Tự nhiên phát lại. Bên kia là đèn của Đèn của chú chứ. đang ra khỏi cái khu vực cách khu vực ngôi mộ khoảng 20 mét.
khoảng 200 mét. Và bão đang tới, bắt đầu tới cái trại của mình, bắt đầu tối nay ngủ tại đây. Hy vọng là sẽ có cái gì đó tối nay sẽ các bạn sẽ cảm nhận được ha. Và có những cái gì thì các bạn bảo sẽ nói cho các bạn xem nha. Không, nói chung là vô thì lúc đầu nghe kể thì mình nói chung là nếu mà tin á thì có, còn không tin thì không có. Nhưng mà vô lúc đầu vô á, là đi vô mình thấy cái cảm giác nó sợ sợ, nó dạng như lặng lặng người á. Do đó xong lúc em đốt nhang là lúc đầu là quẹt mấy cái nó mới lên, xong lúc sau nghe có tiếng con gì nó hú, con gì nó kêu trong đó, Cũng hơi sợ sợ. sợ sợ. Nhưng mà không biết tại tối nay nữa, mình tại mình ngủ ở đây mà cũng gần mà 200 mét à, để coi có hiện tượng gì không. Chưa biết được, nhưng để tối nay mình mới biết được, chứ còn mình vô đó với mình cũng vô đó mình không có chọc phá gì người ta nên mình không biết, chỉ cầu mong thì người ta phù hộ mình thôi, hoàn thành tốt chuyến đi là được. Nếu mà lạ nhất là mình chỉ đi lạc Đúng thôi. rồi, đi lạc á đó, cái lạc đó, tại vì hai cái đường mà không biết đi đường nào. Anh em Không mà vô thấy cảm giác sợ sợ. Tại đêm 12 giờ mà, chứ đâu phải 11 giờ mà lên đó, cao lắm 12 giờ kém cũng sợ chứ. Tối nay hy vọng là mình sẽ có một cái giấc ngủ ngon ở tại cái ngôi lều này. Rất mong là vậy ha. Và hiện tại anh em này đang chuẩn bị làm lều. Lửa đã có hết rồi, đủ sẵn hết rồi ha. Và nói chung là ở Đà Lạt bây giờ hiện tại tại đây luôn nè, cực kỳ lạnh luôn nha các bạn, lạnh nổi tay luôn á. Nè, không biết rời xa quá rồi, quá không, không sao hả? Không, tức là ý là lạnh quá, xa quá thì là ấm. Rồi giờ đi ngủ nha, xét 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 phòng ấy ngủ thôi. Giờ có gì che không ta, cái này không thiếu rồi, Áo mưa hả? che dưới lớp này. Bữa con đi xuống ngủ được mà đi ở đây. Mới nãy trên chỗ kia có điện thoại nha. Chỗ nào? Chỗ nào có điện thoại? Trên kia chỗ nghe ta mộ có sóng. Xuống đây không có. Tại mới nãy em đốt nhang trên nó rất khét mà, bây giờ không có. À, tức là ở trên ba cái mộ đó, một là khả năng nó cao, không biết tại sao nó có sóng đúng không, hơi hơi lạ lạ thôi đúng không, tức là tự nhiên là mà ba lúc mà đi lên gần ba bốn cái mộ đó thì có sóng à. Đã, các bạn thấy ha, lúc mà lên bốn cái mộ đã, các bạn ơi. Đây nè, coi tin nhắn nè. Tin nhắn nè. Nè, lúc 23 giờ 35 nè. Giờ nè, 0 giờ 22 nè, lên nè, có sóng nè. Mà về đây nè, không có sóng luôn nè. Các bạn không thấy, không thấy sóng luôn. Trên nó cao á. Thì tại bảo đang nằm trong lều rồi nha các bạn. Và hy vọng chuẩn bị là đi ngủ. Hy vọng là sẽ ổn đến ngày mai nha. Chào các bạn nha. Các bạn nha, hiện tại bây giờ là khoảng hơn 5 giờ sáng, trời là gần sáng rồi.
Hiện tượng hiện hôm nay thì chắc là mây nó kéo về thì do đó mình chắc là chưa có. Và hôm nay sáng nay thì tới giờ hết tự nhiên hết muốn ngủ à. Do đó mà dậy. Và động lửa nó vẫn còn chưa tàn thấp nữa. Do đó mà bây giờ bảo hãy thắp lại. Trời đặc biệt là ở đây trời cực kỳ lạnh luôn, gió hiu hiu. Và Bảo đã gần hoàn thành cái ngủ qua đêm khám phá tại nơi đây ha, Hồ Tiên ở Đơn Dương. Các bạn thấy gió, nó gió mạnh không? Vậy đó ha. Nơi đây là một trong những nơi mà có khí hậu nó lạnh ngang tương đương với Đà Lạt, có thể lạnh hơn Đà Lạt nữa. Và nó hoang vu, có hai người mà ngủ tại nơi đây ha, và cảm nhận về ngủ tại đây thì lạnh lắm, cực kỳ lạnh luôn. Mà thứ hai là nó khá là rợn người vì ngủ một mình ở đây mà, một nơi hoang vu mà, thì nó khá là rùng rợn chứ không phải là vấn đề gì ha. Các bạn nghĩ thử xem là xung quanh là rừng thông mà bạt ngàn, ở giữa cái đỉnh núi này có một cái hồ, ở dưới đây kia có một cái hồ, và sáng nay thì Bảo sẽ quay cho các bạn cái hồ này nó đẹp như thế nào ha. Rồi bên này là những ngôi mộ bỏ hoang. Cái lá thông á, nó cái gió á, nó làm cho lá thông nó kêu giống tiếng thác nước chảy vậy đó, rì rào ha. Lâu lâu thì bên này, lâu thì bên kia, các bạn cảm nhận thế nào ha. Rồi có những cái con côn trùng á, nó kêu xung quanh đây, ở đây nè. Buổi tối các bạn ngủ các bạn sẽ thấy những con côn trùng. Rồi những cái tiếng xào xạc xung quanh này thì làm các bạn có ngủ được không ạ? Nếu các bạn thì các bạn có ngủ được không? Đối với mình thì những cái ngày đầu tiên mà mình ngủ mà ở những nơi hoang vắng này không bao giờ mình ngủ được ha. Những bạn nhạy cảm thì không bao giờ ngủ được. Và về mình thì mình thấy là hiện tại bây giờ thì tối nay mình cũng có chợp mắt được tí, ổn, nói chung là ổn. Hiện tại bây giờ là tờ mờ sáng, thì người ta nói là tờ mờ sáng này thì có thể nhìn thấy những cái gì đó để mặt hồ mình coi nha, và có cái gì đó thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Thì tại bây giờ lạnh quá, Bảo nó giờ nó đang đứng dưới kia kìa, đang đi vòng nhắn tin cho người yêu à. Bên này là sáng rồi các bạn nha. Đó. Mặt trời nó sẽ mọc ở phần đông bên đây. Đó. Bên này gần chập choạng rồi. Và bắt đầu cái hồ bắt đầu nó dần dần nó hiện ra. Bên này các bạn có nghe cái tiếng cái gì không? Có chim gì kêu không? Đấy, buổi tối lâu lâu có những tiếng chim kêu này. Cũng sợ ha. Và các bạn thấy là bây giờ bầu trời bắt đầu lên rồi. Ở trên kia là có trăng kìa các bạn nha. Ở đây trăng kéo à, mây kéo nè. Trời hơi mù mịt, nhìn vẫn không rõ nha. Mây bay trên bầu trời. Trời hơi lạnh. Đây là anh em tối nay, hồi tối anh em giờ anh em ngủ đây nè. Các bạn à, gió giờ gió mạnh cực kỳ luôn. Rồi bắt đầu trời bắt đầu sáng sáng rồi ha. Bảo sẽ đi ra ngoài cái khúc hồ này chút. Đó, có con chim. Nó kêu chóc chóc chóc, nó giống như ở nhà ma Đà Lạt các bạn. Con chim này nó hay
khu vực này. Nằm bên kia thì nó kêu, thì kêu cái phía mà phía những cái đồ ngôi mộ bỏ hoang á. Khu vực này á, bên này là rừng trồng ít nhất cũng ấy cũng khá lâu rồi, 40-50 năm rồi ha. Và bên này nè, các bạn tôi bây giờ hiện tại bây giờ chỉ thấy tối thôi, các bạn ở bên này là khu vực rừng nguyên thủy. Bão nó đang thắp đốt cái đống lửa lên cho tổ sáng đó các bạn ha. Đây là những hình ảnh thực tế mà mình có thể quay cho các bạn xem tại Hồ Tiên ở trên đỉnh núi ở Đơn Dương ha. Chờ tí nữa thôi thì trời nó sáng lên ha các bạn. Hồ này nghe nó có cá nhiều lắm. Hiện tại bây giờ nó xuống, nước nó xuống sâu hết rồi. Ở dưới này là hồ nè các bạn, người ta còn đi đánh bắt cá như này. Và hình tuyệt nhiên thì mình vẫn chưa có thấy cái hiện tượng gì. Theo một số quan điểm á của người ta thì cái thời gian nè khoảng đầu tiên là khoảng 6 giờ tối, chập choạng tối nè, chập choạng sáng, rồi 12 giờ đêm và 12 giờ trưa, đó là những cái thời điểm mà theo dân gian người ta nói là thiêng, linh thiêng, và người ta rất là kỳ khi đi những thời điểm này. Hiện tại bây giờ thì 12 giờ đêm là bão đã đồng hành cùng các bạn ha, vào những ngôi mộ hoang. Bây giờ là gần 6 giờ sáng và sáng sớm cũng đồng hành với các bạn xem có những hiện tượng gì xảy ra hay không, nhưng mà tuyệt nhiên là ở đây không có hiện tượng gì xảy ra. Đó, bắt đầu rồi, 6 giờ sáng hình như có dân nè. Dân người ta đi từ cái bữa này lên đây. Cái con đường này là con đường dẫn về tới cầu đất nè, ở Đà Lạt nè. Đẹp quá ha Bảo. Ở đây là khu vực mạng, ở đây mạng rất là chập chờn. Trên kia, trên những cái đồi kia là có mạng phải không? Chỗ cái những cái ngôi mộ đó là có mạng. Kỳ lạ ha. Mà đi ra đây không có mạng ha. Quay chỗ này sáng gớm nha. Mấy nay sáng hơi noi. Bắt đầu bên này mặt trời nó lên nè, đẹp luôn. Đó nè, làn nước kìa, phiêu không? Giống như ở gì ha. Nói thiệt chứ ở đây mà nếu mà những cái người nghỉ dưỡng ở đây là tuyệt vời ha. Nghỉ dưỡng mà bụi là người ta làm nhà đây này nghỉ dưỡng ha. Những cái việc ấy đây có hơn tuyệt vời hơn Đà Lạt luôn. Mấy nay người ta cũng bắt hết nhiều rồi, trâu bò nó đi lại nè, không biết là người ta làm cái gì đây ha. Bắt cá chắc, cây này chắc bắt cá. Bên kia có cái sạp bắt cá luôn kìa, hai cây rồi. Gió lạnh quá các bạn. Trời bắt đầu sáng rồi đó. Mình đi xung quanh hồ xem thử tình hình thế nào ha. Hiện tại bây giờ là hồ này nó bắt đầu thấy rõ rồi. Nó nắng gần 4 tháng rồi mà. Từ tháng 10 âm lịch, tức là tháng 9 đến giờ. Mà nó vẫn không có cạn nước là ghê rồi ha. Hôm nay không có sương mấy chú ha. Là gió và bão ảnh hưởng không khí lạnh á. Dạ. Yeah. Không có sương đâu. Nó trời mà nắng á. Trời mà im gió thì cho nước nó bốc hơi nha. Dạ. Yeah. Lên nhà hả? Lên đó, em 4 cái bộ mà chút. Đúng rồi, ngồi yên ngồi nhỏ nhỏ rồi đó. Chúng nó dựng lần thành thế chứ. Linh rắn lại. Em mà này kia có tâm này phù hộ.
Một cái ba bọn con đi, lúc đi đi là tới gần cái mộ là có hai cái đường đó. Đúng rồi. Một bọn không đi, bọn đi đường trên. Kiếm nó thấy không? Xong băng qua qua khúc bên cái đường bên kia kìa. Băng qua nó đó, đây cái này cái con quẹo lên rồi, quẹo qua phải rồi rộ lên là thấy. Dạ. Nhưng mà không thấy. Băng qua. Tự nhiên là lúc đó mình lại không có thấy nha. Và rõ ràng ấy mà một ngày thấy đi ngang qua cái đường đó thì thấy không? Nhưng mà sạch sẽ ghê á. Cái mấy cái mộ sạch sẽ đâu có bông hoa tươi hàng ngày luôn sao ha. Có với cũng rồi đây miết mà. Mình nói chung là mà này kia thì lây thì nó cái này kia chứ còn mình thì đồng quần thì có gì đâu mà. Dạ. Phụ hộ cho mình chứ. Qua ấy sao thắp nhang xuống 12 giờ xuống ngủ khỏe. Đồ có đứa mấy cái thằng đứa này mình làm kia mà nó sắt đó cả đêm ngủ không được á. Sao chú? Cả đêm ngủ không được á. Đồ nó chạy đùng 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 á. Chạy đùng đùng là sao chú? Ví dụ như mình ngủ này có người đi vòng tròn á. Bịch cặp bịch biết á. À nếu mà con nếu mà họ có cái tâm mà họ này kia đó thì đúng không? Sao con ngủ không có không thấy không thấy gì? Thì mình đi làm gì kiếm đâu. Họ đi mua mà sân ăn thịt mạc mà bắt thì người cái này kia chứ. À. Tức là nếu mà có người ngủ là có chừng là đi xung quanh cái ví dụ như mình người mà thấp đố này kia đó. Dạ. Qua gió quá. Qua gió thì cái thời tiết mà ví dụ như nó không có bị ảnh hưởng không khí lạnh nè á là từ cũng lên là đúng đẹp luôn. Là hồi xưa nó thấy luôn hả? Ngay đây này từ đây qua đây. Thấy một người đi một rước. Mà có phải người nào không chú? Nó thấy người nó đang nó sân trừng như ban ngày thì đang xe ô tô thì nó sáng đâu mà thấy khoa lại đi đường trước thôi. Thấy người thiệt luôn. Thấy người thiệt nhưng mà tới qua hết chỗ đó là không thấy. À ngay chuyện ngay chỗ này ngay. Ngay ba đó chào qua đây nó rung nó cũng à. Cùng rung luôn. À. Ba bọn tím chảy. mình đi không ai thấy. Không mà thật sự mình cũng không có thấy gì. Có 10 năm trước thằng này ở đây, sáng sớm thì em đặt nó ở đây, nó còn 4 năm thằng nó ngủ một cô cà phê này. Ừ. Nhìn qua cây xanh xanh bên kia, nó kêu trời sáng trăng, ru, nó kêu đúng mà nó kêu mình là tiên sáng trăng, nó kêu thằng khớp rồi. Và thằng nó dậy cũng nhìn thấy luôn, vẫn còn, nó kêu mới thấp tới chân luôn, rồi một trắng nâu, bọn đùa điệp kia thì cái, nó kêu đúng tiên đúng là đó. Còn nó kéo luôn thằng nhỏ cái dậy là gì, nó kêu không thấy, nó kêu tiên biến. À. Chào các bạn nha, bây giờ hai Bảo đang chuẩn bị quay trở về Đơn Dương. Và các bạn tiếp tục đi thẳng con đường này để về tiếp. Chứ không có là quay trở lại con đường cũ nữa. Cái chuyến hành trình cũng được hoàn thành 90% rồi. Còn 10%, bây giờ nghe nói là dốc lắm. À đây là khu vực hồi tối Bảo đi đây ha. Khu vực này, giống kia giống người thì. Phải không? Đó, cái ốc có cây đó. Yeah. Ừ. Hồi tối là mình tại sao mình lại mình đi này ha. Mình đi này nè, đứng thẳng vô mà mình không biết. Đây là con đường trở về nè. Và lần đầu tiên là Bảo sẽ quay cho các bạn đầy đủ nguyên cái con đường này luôn nè. Hiện tại giờ là hơn 6 giờ tí rồi. Về sớm. Bên kia là những cái ngôi mộ. 4 cái ngôi mộ bên kia. Để các bạn thấy ha.